Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Thông tin ngày hôm nay đến từ ông Ritter nói về cái việc mà Mỹ chuyển giao đạn chủ. Cái thứ hai nữa là Thổ Nhĩ Kỳ bỗng dưng đưa ra một cái thông điệp gây sức ép cho chính Hoa Kỳ và gần như là đang chế giễu con đường gia nhập NATO của Ukraine. Và một số thông tin nữa Vũ Quang muốn chia sẻ cùng quý vị và bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Đặc biệt là câu chuyện của Ba Lan bắt đầu đưa quân về áp sát biên giới của Belarus. Ba Lan thực sự bắt đầu rén. Việc Ba Lan đưa quân về áp sát biên giới của Belarus nó không có giá trị để phòng thủ, mà nó chỉ thể hiện quốc gia này bắt đầu sợ hãi sau thông điệp của Wagner sang đó là Belarus. Đây cũng là một nước cờ của NATO muốn tăng cường về sườn phía đông, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì việc tăng cường về sườn phía đông nó không còn đe dọa được không gian an ninh của Nga nữa. Mọi vấn đề Nga đang tập trung giải quyết về bàn cờ quân sự thế giới là không gian của SCO cùng với BRICS, tạo dựng những logistics mới để phi đô la hóa. Và thứ hai mà Nga đang tập trung vào là tập trung giải quyết dọn sạch chiến trường của Ukraine ngày hôm nay dưới sự hậu thuẫn của phương Tây. Sau hơn một năm diễn ra xung đột, tình trạng cạn kiệt khí tài và đạn dược và phi quân sự hóa và phát xít hóa đang diễn ra ở cấp độ quy mô của phương Tây, không còn dừng lại chỉ đơn thuần ở tại Ukraine nữa. Những thông tin đáng buồn này đang gửi cảnh báo tới cho Vẹn Vàng. Dù Vẹn Vàng có đưa ra các loại luận điệu và ủng hộ cho chính quyền ông Biden là cung cấp đạn chùm, thì người ta cũng chỉ thấy là bản thân những cái xã hội dân sự, những thành phần thân phương Tây đang cổ suý cho tội ác chiến tranh, cổ suý cho những tội ác chống lại đó là loài người. Sĩ quan tình báo của Mỹ tiết lộ lý do chuyển đạn chùm sang cho Ukraine. Lý do lớn nhất là phương Tây đã cạn kiệt loại đạn 155mm. Mỹ quyết định chuyển giao bom đạn chùm cho Kiev vì không có đạn nổ cao ở 155mm. Thông thường là cho lực lượng vũ trang Ukraine, loại vũ khí mới sẽ không mang lại thành công cho quân đội Ukraine trên chiến trường. Sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ông Ritter chia sẻ điều này với lại Sublick. Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó bao gồm đạn chùm cho các khẩu đội pháo 155mm. Nếu bạn lắng nghe logic do chính quyền ông Joe Biden đưa ra, lý do chính của việc chuyển giao những quả đạn này là Ukraine sắp hết đạn 155mm thông thường, chỉ còn lại những quả đạn này, vì vậy không có ý định chiến lược nào đằng sau sử dụng bom chùm. Điểm mấu chốt là Mỹ thực sự không có đạn pháo nào khác để giao cho Kiev nữa, buộc phải chuyển giao đạn chùm cho Ukraine. Còn việc bom chùm thì chưa có ý định là chuyển giao. Cựu sĩ quan tình báo giải thích rằng là đạn pháo chùm 155mm M864 không được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 2016 do bị cho là không phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức do Mỹ đặt ra, mặc dù Mỹ không tham gia công ước về bom chủ. Đạn cũ sẽ không giúp chiếm thế thượng phong ở trên chiến trường. Chúng tôi đã không sử dụng chúng kể từ đó, này vì vậy chúng đã được cất giữ trong kho và đó là loại đạn pháo duy nhất có sẵn trong kho hiện tại và để chuyển giao cho Ukraine ngày hôm nay để sử dụng. Cuối cùng thì chính quyền Biden đã tuyên bố rằng những loại đạn này là cần thiết để giúp cho người Ukraine chiếm lại thế thượng phong ở trên chiến trường. Đây là một lời nói dối trắng trợn nhất. Loại đạn chùm này được thiết kế để trở thành thứ mà chúng tôi gọi là vũ khí tấn công. Pháo thông thường bắn vào họ này. Khi mà các đơn vị xe bọc thép khổng lồ đang tiến lên nhanh chóng, phía trước là hỏa lực pháo binh thông thường sẽ nhắm bắn vào chúng. Vì vậy loại bom chùm được thiết kế để bao phủ các khu vực rộng lớn nhằm vô hiệu hóa các cuộc tấn công xe bọc thép này. Cần phải xác nhận rằng là vũ khí này đã thành công trong việc đó. Nhưng một mối lo ngại từ tổ chức theo dõi nhân quyền mà do Mỹ đặt ra thì lại đang e ngại và gửi lời cảnh báo chính quyền Biden rằng việc này mà Mỹ làm được thì Nga cũng có thể vượt qua chính cái ranh giới đó để sử dụng đạn chùm và bom chùm. Và nó không chỉ nguy hại cho Ukraine mà nó nguy hại cho cả pháo đài NATO.
Người Nga hiện đang phòng thủ ở các vị trí phòng thủ đã chuẩn bị sẵn. Những quả đạn này gần như là vô dụng trước các vị trí phòng thủ của Nga. Đúng, sẽ có tổn thất, nhưng người Nga sẽ chịu tổn thất nhiều hơn từ các quả đạn 155 ly có sức nổ cao thông thường hơn là từ quả bom chủ. Theo ý kiến của ông thì hầu hết binh lính của Nga sẽ miễn nhiễm với hầu hết các loại bom chùm. Như cựu sĩ quan tình báo dự đoán, việc cung cấp bom đạn chùm cho Kiev sẽ không ảnh hưởng đến tình hình trên chiến trường theo bất kỳ cách nào khác. Trên thực tế thì điều này sẽ chỉ làm suy yếu người Ukraine chứ không củng cố được cho tình hình của xung đột. Đồng thời Reuters không loại trừ rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sử dụng bom chùm chống lại mục tiêu dân sự như trường hợp ở tại Donetsk và Lugansk. Ông ấy, ở đây này, tôi nghĩ chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng số người chết trong dân thường, mà kẻ tiếp tay lại chính là Hoa Kỳ. Trong khi đó Hoa Kỳ đã từng nói rằng việc sử dụng loại bom này, đạn này là tội ác chiến tranh, thì không biết là tòa án quốc tế ICC có quyết định đưa ông Biden vào xét xử và truy nã hay không? Cần phải truy bắt ngay ông Biden khi quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine, đạn chùm cho Ukraine, tạo ra tội ác chiến tranh, chống lại đó là loài người. Hành động đó cho thấy phương Tây đã không còn loại đạn pháo thông thường, đạn pháo nổ thông thường nữa. Đây gọi là thế cùng đường của tập thể phương Tây khi hỗ trợ cho Ukraine ngày hôm nay. Nó chỉ thể hiện điều đó, không thể hiện điều gì khác. Trong khi chương trình thượng đỉnh của NATO sắp diễn ra ở tại Litva, ông Zelensky đang rất vội vã trên con đường vận động hành lang chiến tranh, vận động hành lang xin Donetsk và vận động hành lang xin trở thành thành viên chính thức của NATO. Và ông Zelensky cũng đi công du một số quốc gia châu Âu và đã đi tới đó Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà khi tới Thổ Nhĩ Kỳ có một cái phát biểu rất lạ lùng đến từ ông Erdogan. Và phát biểu này với quốc quan được coi là đẩy Liên minh Anh-Mỹ vào thế bí về cái chính sách đưa Ukraine trở thành thành viên của NATO, cũng như là diễu cợt về con đường gia nhập NATO của chính quyền Kiev. Nó giống như là một trò diễn hề ở trên bàn cờ của phương Tây. Ông Erdogan nói rằng Ukraine xứng đáng là thành viên của NATO. Nghe thôi nó thấy lực cười rồi. Đến bây giờ bản thân Thổ Nhĩ Kỳ còn chưa phê duyệt cho Thụy Điển trở thành thành viên NATO. Và bản thân Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang là bên trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đấy, Thổ Nhĩ Kỳ đã được hưởng lợi chính đến từ Liên bang Nga và được bảo vệ bởi người Nga. Thì không có cớ gì mà bản thân Thổ Nhĩ Kỳ lại ủng hộ cho Ukraine trở thành thành viên của NATO cả. Cả thế giới đều hiểu rằng Ukraine là cánh cửa thép quan trọng, sẽ đe dọa không gian an ninh toàn diện hiện tại và tương lai của Liên bang Nga. Vậy thì con đường để cho Ukraine trở thành thành viên NATO sẽ không bao giờ diễn ra cả. Vậy thì bài phát biểu mà ông Erdogan nói đây, nó là một sự giễu cợt và đẩy Liên minh Anh-Mỹ vào thế bí trong việc mời Ukraine trở thành thành viên chính thức. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi một vòng đàm phán mới giữa Moscow và Kiev sau khi làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình vào năm 2022. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Erdogan nói rằng Ukraine xứng đáng gia nhập NATO, trong khi Kiev tiếp tục yêu cầu một lộ trình rõ ràng để trở thành thành viên của các quốc gia khác trong liên minh trước một hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Litva. Phát biểu tại cuộc họp báo, nói chung sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky ở tại Interpol vào thứ Bảy, ông Erdogan cho biết là Ankara đã thể hiện sự đoàn kết với Kiev và cung cấp sự hỗ trợ cụ thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ukraine xứng đáng là thành viên NATO, ông nói với các phóng viên. Zelensky cho biết là ông rất vui khi biết về sự ủng hộ Erdogan, đồng thời nói thêm rằng ông đã nêu vấn đề về việc Ukraine mời gia nhập NATO trong cuộc gặp với họ. Phía Nga chưa bình luận về thông tin của ông Erdogan, nhưng đây rõ ràng là một tuyên bố giễu cợt tập thể phương Tây trong việc bàn luận Ukraine trở thành thành viên NATO. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi quay trở lại các nỗ lực hòa bình giữa Moscow và Kiev. Ông tuyên bố rằng là Ankara đã thực hiện những nỗ lực mạnh mẽ nhất để chấm dứt xung đột vào năm ngoái sau khi mà làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình. Mặc dù các cuộc đàm phán cuối cùng đã thất bại, ông lưu ý là một nền tảng công bằng không bao
không tạo ra đó là kẻ thua cuộc. Điện Kremlin cho biết là họ sẽ theo dõi rất sát sao cuộc đàm phán giữa Zelensky và ông Erdogan, đồng thời nói thêm rằng là họ sẽ quan tâm muốn biết những gì mà hai nhà lãnh đạo thảo luận, đồng thời nhấn mạnh là mối quan hệ đối tác mang tính xây dựng với lại Ankara. Tại cuộc họp giao ban với Zelensky thì Tổng thống Erdogan cũng thông báo rằng là ông sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga, ông Putin vào tháng 8. Và có một thông tin là ông Putin sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả mọi thứ đang diễn ra trong bối cảnh hiện tại, nó đều nằm trên bàn cờ của nước Nga. Và cái bàn cờ Đông Âu ngày hôm nay, khi mà Ukraine đang trong giai đoạn Nga dọn dẹp toàn bộ những tàn dư ở nơi đây về chủ nghĩa phát xít và khí tài phương Tây viện trợ, thì vấn đề ở sườn phía Đông đang rất căng thẳng. Ba quốc gia Baltic cùng với lại Ba Lan cũng đang bắt đầu lo sợ. Ba Lan ngày hôm nay bắt đầu chuyển tới biên giới Beirut. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cáo buộc Min tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Ba Lan. Không biết là Min đã làm cái gì để tạo ra một chiến tranh hỗn hợp, mà Ba Lan lại quên mất rằng chính bản thân mình với nhà lãnh đạo của mình đang là những kẻ ăn cháo đá bát, đang là những kẻ làm tay sai tuyệt đối với lại phương Tây. Câu chuyện về một cuộc chiến tranh hỗn hợp thì phải là tập thể phương Tây đang triển khai để chống lại Nga, chứ bản thân một mình Min làm gì mà có một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Ba Lan. Vậy là Ba Lan ngày hôm nay bắt đầu rén rồi. Ở chính lãnh thổ của Ba Lan thì đang đào tạo những thành phần lưu vong của Beirut nhằm quay trở lại đất nước để thực hiện đảo chính, giật dây đảo chính, lật đổ chính quyền Lukashenko. Nhưng khi Wagner có động thái đi sang Beirut thì Ba Lan bắt đầu rén. Ba Lan đã sẽ triển khai hàng trăm binh sĩ và phương tiện tới biên giới của Beirut, quân đội nước này cho biết, đồng thời nhấn mạnh là sự cần thiết phải ngăn chặn những âm mưu gây bất ổn trong khu vực. Min cũng đưa ra những cáo buộc tương tự, cho rằng là những kẻ âm mưu đảo chính người Beirut đang được huấn luyện ở trên đất nước Ba Lan. Sư đoàn cơ giới số 12 của Ba Lan, một phần của lực lượng bộ binh của Ba Lan, đã công bố chiến dịch. Trong những ngày tới, khoảng 1.000 binh sĩ và 200 đơn vị thiết bị sẽ được đóng quân ở khu vực đó là biên giới với Beirut. Mục đích của chiến dịch này thể hiện ý chí và khả năng đáp trả ngay lập tức của chúng tôi để đảm bảo ổn định trong khu vực. Nhưng với lực lượng này mà đối đầu với lại lực lượng Wagner thì chúng ta đã biết trước cái kết nếu như nó xảy ra rồi. Trong khi quân đội đưa ra một vài chi tiết về nhiệm vụ, Bộ trưởng Quốc phòng của Ba Lan dường như đã đề cập đến động thái này trước đó, phát biểu với lại hãng thông tấn của địa phương và chia sẻ cái thông tin này. Vậy thì bản thân Ba Lan bắt đầu xoắn quẩy sau những bước tiến thay đổi ở sườn phía đông NATO. Bức tranh toàn cảnh của Đông Âu ngày hôm nay thực sự ảm đạm dành cho tập thể phương Tây, dành cho liên minh đó là Anh Mỹ. Trong khi đó thì ông Stoltenberg lại trêu chọc tầm nhìn của NATO về tương lai của Ukraine. Nó giống như là một bài phát biểu giễu cợt. Kiev có thể hy vọng vào một chương trình hỗ trợ kéo dài nhiều năm, Tổng thư ký NATO chia sẻ. Thì bản thân tập thể phương Tây chỉ muốn kéo dài xung đột, chứ đâu có thể hỗ trợ Ukraine đánh bại Nga trên chiến trường được. Vậy tầm nhìn của NATO là tiếp tục phục vụ cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết là NATO sẵn sàng cam kết hỗ trợ lâu dài cho Ukraine trong khi nỗ lực đưa quốc gia đang bị bao vây này tiến gần đến tư cách thành viên cuối cùng trong khối quân sự của Mỹ đứng đầu. Phát biểu tại một cuộc họp báo thì người đứng đầu NATO đã đưa ra một cái nhìn thoáng qua về chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh của khối ở tại Litva đấy. Dự kiến sẽ tập trung vào việc xung đột đang diễn ra ở tại Ukraine. Ông Stoltenberg nói rằng tôi hy vọng các thành viên và các nhà lãnh đạo của đồng minh sẽ đồng ý về một gói hỗ trợ của NATO hỗ trợ cho Ukraine về lâu dài. Khối quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo cũng có ý định nâng cấp quan hệ chính trị với Ukraine. Đây được coi là tầm nhìn của NATO ngày hôm nay. Nhưng mà trong cái tầm nhìn NATO ở Đông Âu hiện tại thì đang gặp sự quan ngại trước tình thế diễn biến phức tạp diễn ra ở biên giới Beirut. Sườn phía đông của NATO đang bị vỡ vụn trước một nước cờ tiến tốt phong hậu chiếu tướng NATO ngày hôm nay. Họ chưa có biện pháp để có thể giải quyết vấn đề này khi mà Min đang cáo buộc
chính Ba Lan đang đào tạo những thành phần nổi dậy để quay trở về thực hiện đảo chính và lật đổ chính quyền ông Lukashenko. Thì Wagner đang làm nhiệm vụ để cảnh báo điều đó cho các quốc gia ở sườn phía đông NATO. Bên cạnh đấy thì nhà phân tích chính trị chia sẻ rằng là trong một hoặc hai năm tới sẽ không có chuyện Ukraine gia nhập EU. Gia nhập EU hay là bản thân NATO, cái điều ngày hôm nay phương Tây cần làm là phải giúp cho Ukraine có hòa bình trước đã. Còn cái con đường trở thành thành viên NATO sẽ không bao giờ. Còn việc thành vào liên minh thì chúng ta chỉ nói là một quốc gia phá sản thì làm gì có cơ hội để trở thành thành viên của EU được. Không bao giờ trở thành thành viên EU được. Đây chỉ là trò chơi cây gậy của Groot, của phương Tây. Trò chơi mồi nhử để cho những thành phần theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tiếp tục tuyển dụng binh sĩ đi bắt lính, đào tạo huấn luyện và đẩy ra chiến trường, hy sinh một cách vô ích. Trong lúc mà bản thân Ukraine, người dân Ukraine đang hy sinh, ông Zelensky đang nỗ lực đi ăn xin khắp mọi nơi và cũng nỗ lực để bán đi đất đai của mình cho các tư bản phương Tây. Nhưng khi hành lang ngũ cốc mà đóng lại thì các nhà tài phiệt phương Tây sẽ không thu được lợi ích gì từ đây. Quan trọng hơn nữa là Nga không bao giờ để đất đai của tổ tiên rơi vào giới tư bản của phương Tây, cho nên con đường cuối cùng ở tại Ukraine sẽ là thống nhất dân tộc. Dù Mỹ không muốn điều đó, nhưng họ cũng đã và đang trên con đường thất bại trong kịch bản hỗ trợ cho Ukraine rồi. Về mặt địa chính trị chiến lược toàn diện ở trên bàn cờ quân sự thế giới ngày hôm nay, chưa thấy vị trí vững chãi nào của nước Mỹ ở cả Đông lẫn Tây. Ngay trên lãnh thổ của Hoa Kỳ còn chưa được yên vị, nói chi về câu chuyện nào hỗ trợ được cho Ukraine và lấy lại được những vị thế khác ở trên trường quốc tế. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ và bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.